chạy bò tư chiến nay ngày 6 tháng 11 năm 2020 mình giao hai con bò cho anh khách ở Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chuẩn bị lên xe, anh chuyển khoảng qua anh khách, anh chuyển khoảng qua 5 triệu. Chuẩn bị lên xe giao cho khách. Cái lên con số 06 lên xe. Con số 07 lên xe. Con số 6, con số 7 giao cho anh khách ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chuyển khoản còn nhiêu lấy nhận tiền anh Vinh? Còn 5 con bò này giao về cho anh khách ở Vũng Tàu. Chuyến chuẩn bị lên xe này, khách anh khách anh bắt anh không cho đăng lên là tự xe cho anh chở luôn. Con số 11, con số 5, con số 3, con số 12, con số 20 là anh khách này ở Vũng Tàu, anh bắt gì mới ra anh xanh sửa và anh không cho đăng lên. Anh khách này không cho đăng lên ha. Mình làm theo nhu cầu của khách. Vô chở bắt con số 12 nè, số 20, số 3, con số 5, con số 11 là anh khách ở Vũng Tàu. Chốt giá xong. Địa chỉ tại mình là Hương Lộ 19, xã Nhân Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Tây Ninh. Mời anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem cùng tham khảo á. Nuôi bò giống phải là bò béo, mình có xe nhà giao tận nơi.